Mỡ lớn đến rồi. Sao mỡ lớn lại đến chứ? Nào nào nào, dừng đường dừng đường. Bảy đến làm gì chứ? Đúng vậy. Mẹ. Mẹ. Sao mẹ lại đến đây? Mẹ. Bà. Mợ chủ. Mẹ. Mẹ à. Ai cho bà ngồi đây? Đây là vị trí của tôi. Cút đi. Bà. Không phải vị của con. Bảy là mẹ của anh Tế. Mợ chủ. Mợ chủ. Mẹ. Tôi phải ngồi vị trí chủ. Tôi phải ngồi vị trí chủ. Mẹ. Bà tránh ra. Bà làm gì vậy? Tôi phải ngồi vị trí chủ. Mợ lớn. Tôi phải ngồi vị trí chủ. Đừng làm loạn nữa. Mợ chủ. Mẹ à. Đây là vị trí của tôi. Bà chủ. Tôi phải ngồi vị trí ở đây. Mẹ à, đừng làm loạn nữa mà. Đây là vị trí của tôi. Bà chủ. Có người trị bảy rồi. Lần này náo loạn rồi. Bà chủ. Bà chủ. Mẹ. Tôi phải ngồi vị trí ở đây. Bà chủ. Mẹ. Đừng làm loạn nữa. Hôm nay là ngày đại hỷ của con. Mẹ. Con cầu xin mẹ đừng làm loạn nữa. Về đi được không? Về đi mẹ. Tế tử. Con trai. Con kết hôn sao? Với ai thế? Cô mà. Cô. Không, mẹ. Con chính là vợ của anh Tế. Cô là ai? Con là Dương Y Y. Con gái của Dương gia. Không thể lấy. Mẹ. Mẹ. Đứng lên. Bà chủ. Chuyện này là sao vậy? Không thể lấy con gái Dương gia. Con không thể lấy nó. Con gái Dương gia con không thể cưới. Mẹ. Đưa bộ chủ về đi. Mau lên. Con không thể lấy con gái nhà Dương gia. Con không thể lấy. Con không thể lấy được. Chúng ta về thôi. Không thể lấy. Chúng ta về thôi. Cậu chủ, hôn lễ này thật là khó. Cậu chủ, mau quyết định đi. Đại trưởng Quỷ Phan, hôn lễ tiếp tục tiến hành đi. Được rồi, tiếp tục tiến hành, mọi người ngồi xuống đi. Hôn lễ tiếp tục tiến hành. Nào ngồi ngồi. Ngồi đi, ngồi đi. Nào, ngồi xuống. Cậu, nào. Đừng sợ. Có anh đây rồi. Đừng sợ. Từng làng từng đường, nhất bái thiên địa. Bái. Nhị bái cao đường. Bái. Phu thê giao bái. Kết thúc hôn lễ. Đưa tân lang tân đường về động phòng. Tốt tốt tốt. Tốt tốt tốt, cung hỷ cung hỷ. Tốt. Tốt.
Cung hỷ cậu chủ, cung hỷ. Tốt, tốt, tốt. Bách niên hòa hợp, cung hỷ cậu chủ. Cung hỷ, cung hỷ. Cung hỷ, cung hỷ. Vĩnh kết đồng tâm. Cung hỷ cậu chủ. Xin con đầy nhà, cung hỷ cậu chủ. Cung hỷ. Đúng đấy. Cung hỷ. Lần này tốt rồi. Cung hỷ. Tân nương đẹp lắm. Thế sao? Hoàng Tông, Dương Tông Vũ, cậu chủ, xảy ra chuyện gì? Là sao chứ? Đừng giả ngây ngô nữa. Có chuyện gì? Cậu chủ, lúc này cậu nên động phòng. Có phải mấy người liên quan đến rồi? Có phải không? Đã đi rồi. Đi được bao lâu? Khoảng hơn một giờ trước. Đem hộp trang điểm đến đây. Bà chủ, khoái thật. Tôi đi xem tân nương. Tôi muốn nhìn tân nương. Bà chủ Giang đến rồi. Bà chủ Giang, cung hỷ, cung hỷ. Cung hỷ bà chủ Giang. Bà cô họ của Du Thứ đến rồi. Y xin bái kiến bà cô. Đừng, không cần hành lễ lớn vậy. Con dâu mới về nhà, vẫn chưa biết hết người. Ta không yên tâm nên qua đây gặp con. Ánh tế đâu? Ánh tế đâu? Ánh tế đâu? Thằng bé này đúng thật là không hiểu chuyện gì hết. Đã lúc nào rồi? Còn không biết mà qua đây dán khăn trùm đầu cho tân nương. Bà cô à, mời bà uống trà. Con bé này, khăn trùm đầu còn chưa dán bỏ. Không cần nhiều lễ như vậy đâu. Để ta nhìn thử nào. Để ta sờ con thử. Tốt. Tốt, thật tốt. Một tượng vàng cao cấp như vậy, con xứng đáng. Bà cô à, bà có việc muốn dặn dò Y Y không ạ? Mẹ của anh Tế là một người bệnh. Các con phải đối xử tốt với bãi. Không chỉ đối tốt mà còn phải phụng dưỡng bãi cho đến khi bãi trăm tuổi. Y Y hiểu rồi ạ. Bà cô đi từ từ thôi. Nào nào, tránh ra. Xin dừng đường, xin dừng đường. Tiểu thư, Xa
Tiểu thư, bà chủ này rất giỏi. Vừa nãy suýt nữa thì dọa chết Hỷ Phụng rồi. Cô còn trẻ, không biết thôi. Bảy là người nổi tiếng. Không, phải nói là người toàn thiên hạ đều biết đến. Bà chủ Giang, Giang Tuyết Anh, bà chủ Hà Gia. Năm đó, chuyện của bà ấy và ông chủ Kiều loạn tới mức tranh cãi xôn xao, khắp thiên hạ đều biết. Được rồi, bà mau đi xem cậu rể đi đâu rồi. Hỷ Phụng, cô đi đi. Tôi ở bên cạnh tiểu thư.